Hôm nay mình có công ty Tân Đại Dương sẽ chia sẻ đôi nét về tiểu bang New Mexico tại Hoa Kỳ. New Mexico là một tiểu bang thuộc vùng Tây Nam của Hoa Kỳ trong lịch sử tương đối dài, là lãnh thổ của người bản địa Bắc Mỹ, là một phần vương quốc nối dài của Tây Ban Nha, là một tỉnh của Mexico và là lãnh địa của Hoa Kỳ. New Mexico có phần trăm cao nhất dân số có gốc gác người Mỹ nói tiếng Tây Ban Nha. Một số người di dân gần đây và những người khác là hậu duệ của những người khai phá đến từ Tây Ban Nha. Tiểu bang này cũng có một phần lớn dân số là người bản địa Bắc Mỹ. Kết quả là văn hóa của tiểu bang này là độc nhất dưới các ảnh hưởng của văn hóa Tây Ban Nha. Mexico là và bản địa một cách mạnh mẽ về địa lý, biên giới phía đông dọc theo kinh độ 103 tây với Oklahoma và 5 km phía tây kinh độ 103 tây với Texas, biên giới phía tây giáp với Arizona chạy theo kinh độ 109 tây, đường vĩ độ 37 độ bắc song song làm nên biên giới với Colorado. Những tiểu bang New Mexico là Colorado và Utah tạo thành bốn góc trong góc tây bắc của New Mexico. Texas là tiểu bang ở miền nam và tây nam của Hoa Kỳ. Đây là tiểu bang lớn thứ hai của Mỹ về diện tích sau Alaska và dân số sau California. Tuyên bố độc lập, Texas được công bố tại thị trấn Washington thuộc thung lũng Brazos vào ngày 2 tháng 3 năm 1836. Texas trở thành tiểu bang thứ 28 của Hoa Kỳ năm 1845. Trận chiến San Jacinto diễn ra vào ngày 21 tháng 4 năm 1836 gần địa điểm của thành phố Houston hiện tại. Toàn bộ lực lượng của Santa Ana gồm 1.600 người đã bị giết hoặc bắt sống bởi quân đội 800 người Texas của tướng Sam Houston. Chỉ có 9 người Texas bị chết. Đây là trận đánh quyết định mà kết quả là sự độc lập của Texas từ Mexico. Sam Houston là một người gốc Virginia, là tổng thống của Cộng hòa Texas trong hai nhiệm kỳ riêng biệt 1836 tới 1838 và 1841 tới 1844. Ông ta cũng là thống đốc của tiểu bang từ 1859 tới 1861. Jose Antonio Navarro, người ký vào tuyên ngôn độc lập của Texas và là một trong những người phát thảo ra hiến pháp của nước Cộng hòa Texas, là một người gốc Texas sinh ra tại San Antonio vào năm 1795. Ông ta cũng phục vụ trong quốc hội của Cộng hòa Texas và hội nghị hiến pháp năm 1845. Quận Navarro được đặt tên để ghi nhớ ông. Quốc hội đầu tiên của nước Cộng hòa Texas họp vào tháng 10 năm 1836 tại Columbia, bây giờ là Tây Columbia. Stephen F. Austin, còn được biết đến như là cha của Texas, chết vào ngày 27 tháng 12 năm 1836 sau khi phụng sự 2 tháng như bộ trưởng ngoại giao của nước Cộng hòa non trẻ này. Đây là nơi sinh của các tổng thống khác tại bang Texas. Giáo dục, có nhiều trường đại học nổi tiếng tại tiểu bang Texas. Đại học Rice tại Houston, Đại học Texas tại Austin, Đại học Texas A&M, Đại học Houston. Đấy là những thông tin cơ bản về tiểu bang Texas tại Hoa Kỳ. Nếu như các bạn có thêm thông tin, muốn biết thêm những chi tiết hơn về tiểu bang này cũng như vấn đề về du học Mỹ, bạn có thể liên hệ trực tiếp tới công ty Tân Đại Dương tại địa chỉ là 148-1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc truy cập trực tiếp tới website tandiduong.edu.vn hoặc tdv.com, gọi điện trực tiếp tới số điện thoại 0838 1879.